Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 3 sách kết nối tri thức qua sách và bài tập. Bài 54, phép cộng trong phạm vi 10.000. Tiết 1. Rồi, trước hết là các em làm bài tập số 1, tính. 4.728 cộng với 3.345. Rồi, các em nhớ là chúng ta cộng từ bên phải sang bên trái. 8 cộng 5 bằng bằng 13. Các em viết 3 nhớ 1. Viết 3 nhớ 1. 2 thêm 1 là 3. 3 cộng 4 bằng 7. Viết 7. 7 cộng 3 bằng 10. Viết 0. Nhớ 1. 4 thêm 1 là 5. 5 cộng 3 bằng 8. Rồi như vậy kết quả bằng 8.073. Bằng cách làm tương tự, các em bấm tạm dừng video và các em hoàn thành bài tập này nha. Rồi tiếp theo là 3.816 cộng với 1.207. 6 cộng 7 bằng 13. 13 thì các em viết 3 nhớ 1. 1 thêm 1 là 2. 2 cộng 0 bằng 2. 8 cộng 2 bằng bằng 10. Viết 0 nhớ 1. 3 thêm 1 là 4. 4 cộng 1 bằng 5. Rồi như vậy kết quả bằng 5.023. 5.319 cộng với 937. 9 cộng 7 bằng 16. Viết 6 nhớ 1. 1 thêm 1 là 2. 2 cộng 3 bằng 5. 3 cộng 9 bằng 12. Viết 2 nhớ 1. 5 thêm 1 là 6. Viết 6. Rồi như vậy kết quả bằng 6.256. Tiếp theo là 674 cộng với 519. 4 cộng 9 bằng 13. Viết 3 nhớ 1. 7 thêm 1 là 8. 8 cộng 1 bằng 9. 6 cộng 5 bằng 11. Như vậy kết quả bằng 1.193. Tiếp theo là các em sang bài tập số 2. Đặt tính rồi tính. Phép tính thứ nhất là 4.272 cộng với 3.819. 3.819. Rồi các em cộng từ bên phải sang bên trái nha. 2 cộng 9 bằng 11. Viết 1, nhớ 1. 7 thêm 1 là 8. 8 cộng 1 bằng 9. 2 cộng 8 bằng 10. Viết 0 nhớ 1. 4 thêm 1 là 5. 5 cộng 3 bằng 8. Như vậy kết quả bằng 8.091. Bằng cách làm tương tự, các em bấm tạm dừng video và các em hoàn thành bài tập này nha. Rồi tiếp theo là 5.370 cộng với 3.283. 0 cộng 3 bằng 3. 7 cộng 8 bằng 15. Viết 5 nhớ 1. 3 thêm 1 là 4. 4 cộng 2 bằng 6. 5 cộng 3 bằng 8. 8.653. Rồi phép tính cuối cùng. 8.419
cộng với 626. 9 cộng 6 bằng 15. Viết 5 nhớ 1. 1 thêm 1 là 2. 2 cộng 2 bằng 4. 4 cộng 6 bằng 10. Viết 0 nhớ 1. 8 thêm 1 là 9. 9.045. Tiếp theo, kiểm sang bài tập số 3. Nhà bác Vân có hai vườn trồng cà phê. Vườn thứ nhất thu hoạch được 5.500 kg cà phê. Vườn thứ hai thu hoạch được nhiều hơn vườn thứ nhất 1.500 kg cà phê. Hỏi vườn thứ hai thu hoạch được bao nhiêu kg cà phê? Rồi, trước hết là các em có thể tóm tắt bài toán ra giấy nháp. Vườn thứ nhất thu hoạch được 5.500 kg cà phê. Vườn thứ hai thu hoạch được nhiều hơn vườn thứ nhất chúng ta biểu thị bằng đoạn thẳng dài hơn. Cụ thể cái phần dài hơn này là 1.500 kg, đúng không? Hỏi vườn thứ hai thu hoạch được bao nhiêu kg cà phê? Có nghĩa là cái đoạn thẳng này nó ứng với giá trị là bao nhiêu kg. Rồi các em hình dung này, có đúng là cái đoạn thẳng dài này nó bằng đoạn thẳng màu đỏ cộng thêm đoạn thẳng màu xanh, đúng không? Tức là vườn thứ hai thì sẽ bằng vườn thứ nhất cộng thêm cái phần nhiều hơn này, tức là cộng thêm 1.500, được chưa? Các em lấy 5.500 cộng với 1.500. Rồi trước hết là các em viết câu trả lời. Vườn thứ hai thu hoạch được số kg cà phê là. Vườn thứ hai thu hoạch được số kg cà phê là 5.500 là của vườn thứ nhất này. Nhiều hơn là 1.500. Vậy các em cộng thêm cái phần nhiều hơn này. Cộng với 1.500. Rồi, phép tính này các em có thể nhẩm được nha. 500 cộng 500 bằng 1.000. 5.000 cộng 1.000 bằng 6.000. 6.000 thêm 1.000 mà chúng ta vừa cộng xong thì bằng 7.000. 7.000 kg. Các em nhớ đáp số là 7.000 kg cà phê. Bài tập số 4, tính rồi tô màu mảnh giấy ghi phép tính có kết quả lớn nhất. Trước hết là các em bấm tạm dừng video, các em tính ba phép tính này. Sau đó các em so sánh và tìm ra phép tính có kết quả lớn nhất và các em tô màu. Các em tô màu tùy ý, các em thích màu nào thì các em tô màu đó nha. Rồi phép tính thứ nhất này. 3.625 cộng với 3.625. 5 cộng 5 bằng 10. Viết 0 nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3. 3 cộng 2 bằng 5. 6 cộng 6 bằng 12. Viết 2 nhớ 1. 3. 3 thêm 1 là 4. 4 cộng 3 bằng 7. 7.250. Rồi sang phép tính thứ hai. 4.535 cộng với 3.650. 5 cộng 0 bằng 5. 3 cộng 5 bằng 8. 5 cộng 6 bằng 11. Viết 1 nhớ 1. 4 thêm 1 là 5. 5 cộng 3 bằng 8. 8.185. Phép tính cuối cùng. 3.650 cộng với 4.500. 0 cộng 0 bằng 0. 5 cộng 0 bằng 5. 6 cộng 5 bằng 11. Viết 1 nhớ 1. 3 thêm 1 là 4. 4 cộng 4 bằng 8. 8.150. Bây giờ các em so sánh 3 số này với nhau để tìm ra số lớn nhất. Rồi các em thấy này,
Chữ số đầu tiên của ba số này là 7, 8, 8. 7 là bé nhất. Chắc chắn số này là số bé nhất rồi. Hai số còn lại, 8.185 và 8.150. 8 bằng 8, 1 bằng 1, 8 lớn hơn 5. 8 lớn hơn 5. Cho nên số 8.185 nó lớn hơn cái số 8.150. Được chưa? Tức là 8.185 là số lớn nhất. Cái số này là số lớn nhất này. Vậy các em sẽ tô màu vào phép tính, có kết quả là 8.185. Các em tô màu nào cũng được. Rồi như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và chúc các em học tốt.